Hello hello. Xin chào các bạn. đã đến với Thuận video ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam các bạn đã bước vào ngày thứ hai rồi và và chúng ta đã bắt đầu bước vào một tuần mới và tuần này đây chúng ta cũng sẽ bước qua một tháng mới các bạn. À Thuận thì sẽ dành thời gian trong video ngày hôm nay để mà chia sẻ một số những cái tin tức một số những cái sự kiện nổi bật trong tuần này mà các bạn cần phải quan tâm đến cũng như là thùng cũng sẽ dành thời gian để mà cùng với các bạn chung bình giá tuần này mỗi tuần thì ngày chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá account demo của con gái cô chúng ta hãy xem coi là cao đó bây giờ đã đến đâu rồi rồi các bạn đã thấy được là hiện bây giờ đó đã... Chứng khoán Hoa Kỳ thì không mở cửa tại vì hôm nay là chiều ngày chủ nhật các bạn và chúng ta vẫn chưa có đến cái thời điểm mà hợp đồng tương lai mở cửa cho nên thì bây giờ cũng không có nhiều cái tin tức liên quan đến kinh tế vĩ mô thuận có thể chia sẻ với các bạn được. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào crypto đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là BTC cũng đã có một cái sự hồi phục các bạn. Sau khi mà chúng ta đã nhớ là ngày thứ bảy đó lúc đó giá đã xuống tới mức là 22.722 và một ngày trước đó thứ sáu đó sau khi mà có cái thông tin xấu liên quan đến chỉ số lạm phát PCE cái... rồi chúng ta thấy được là cái chỉ số DXY đây chỉ số mà đo lường sức mạnh đồng đô la có cái sự tăng trưởng ngược trở lên đó, ở mức là 105 thì các bạn thấy được là giá của BTC đã có một thời gian ngắn xuống tới mức là 22.515 thì các bạn thấy được là cuối tuần vừa qua đó chúng ta cũng có một cái sự hồi phục cũng nhẹ mà thôi các bạn nhưng mà cái mức hồi phục cao trong cuối tuần này đó là cách đây 2 tiếng đồng hồ trước khi mà làm video này ở mức là 23.691 sau đó chúng ta có một cái đợt điều chỉnh bây giờ mức là 23.357 nhưng mà nếu chúng ta so sánh giá bây giờ với lại cái giá của của BTC giờ này ngày hôm qua đó thì cũng có một cái sự hồi phục nhẹ là 1.8% các bạn Ethereum đó thì họ phục khoảng chừng là 3% Những năm lớn khác thì cũng cơ đó các bạn 23% Và chúng ta có những đồng lớn đó thì có hai đồng có sự tăng trưởng nhiều hơn là OKB tăng 4.5% và chúng ta có Solana tăng 4.5%. Thôi cười tại vì này thật ra cũng không có tin tức tốt các bạn mà thật ra có một cái tin tức rất là xấu ngày hôm qua nhưng mà các bạn thấy được là giá thì vẫn hồi phục ngày hôm nay cùng với lại tất cả những đồng lớn khác. Còn tổng số vốn hóa hiện bây giờ đó thì hơn 1.1 nghìn tỷ một chút, tăng 3.1% trong vòng 24 giờ qua. Rồi, Thuận muốn bắt đầu chia sẻ một số những cái sự kiện lớn chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này liên quan đến kinh tế nói chung. À, và các bạn à, sẽ thấy được là chúng ta không có những cái sự kiện lớn như tuần vừa rồi. Tuần vừa chúng ta vừa có PCE, vừa có mang bản họp của Fed, vừa có nhiều cái sự kiện. Nhưng mà trong tuần này đó, thì ngày mai giờ Hoa Kỳ chúng ta sẽ có hai thông tin Thứ nhất là chúng ta có cái thông tin liên quan đến bất động sản ở Hoa Kỳ Cái số lượng nhà chờ bán là bao nhiêu Thì đây là một cái thông tin sẽ cho chúng ta biết ít nhiều gì về tình hình bất động sản ở Hoa Kỳ Và đây đương nhiên là một cái ngành lớn liên quan tới nền kinh tế rồi Và cũng cùng thời gian đó các bạn cỡ đó đó chúng ta sẽ nhận được cái lời phát biểu đến từ Thống đốc của Fed đó chính là thống đốc Jefferson sẽ chia sẻ Chia sẻ những gì thì khi mà có thông tin tôi sẽ nói thêm với các bạn ngày mai Rồi một ngày sau đó có nghĩa là ngày cuối cùng của tháng 2 các bạn chúng ta sẽ có một cái thông tin gọi là consumer confidence. Thì đây là một cái chỉ số đo lường lòng tin của người tiêu dùng. Hiểu đơn giản nếu như mà chúng ta thấy cái chỉ số này tốt, có nghĩa là người tiêu dùng họ vẫn đang rất là lạc quan, à, có nghĩa là họ không nghĩ là kinh tế sẽ xấu đi, à, họ vẫn tiếp tục chi tiêu thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế vẫn còn tốt nếu như mà chỉ số này mà xấu đi các bạn nghĩa là người tiêu dùng đã bắt đầu mất lòng tin với lại nền kinh tế rồi cho nên họ sẽ không có lạc quan và chi tiêu nhiều nữa rồi đó là thông tin chúng ta sẽ nhận được ngày thứ ba còn ngày thứ tư đó thì chúng ta có một trong những người rất là bearish các bạn đó chính là Neil Kaskari đây là chủ tịch của Fed ở Minneapolis thì cũng sẽ có một lời phát biểu khi mà có thêm tài liệu thường như chia sẻ với các bạn và cũng giống như là thứ năm các bạn thứ năm đã là ngày 2 tháng 3 rồi à, mới đây thôi các bạn thấy đây chúng ta đã bước qua tháng 3 rất là nhanh luôn và thứ năm chúng ta lại có thêm hai người nữa thứ nhất đây chính là thống đốc Waller của Fed sẽ có lời phát biểu cũng giống như là chúng ta thấy được là chủ tịch của Minneapolis là New Kasky một lần nữa cũng sẽ phát biểu ngày thứ năm và thứ sáu đó thì chúng ta cũng có thêm hai người ở fed thứ nhất đó chính là chủ tịch uh, fed ở dallas các bạn đó chính là chủ tịch logan và cái người còn lại đó chính là thống đốc của fed tại vì sao Brownman uh, cũng sẽ phát biểu vào ngày thứ sáu và đây là những cái thông tin những cái sự kiện nổi bật mà chúng ta cần phải chú ý đến trong tuần này Phần lớn các bạn thấy được là những lời phát biểu đến từ nhiều quan chức của Fed và cái mọi người muốn xem coi là những quan chức này đó họ có thể đưa ra một cái nhận định gì tại vì chúng ta vẫn đang chờ đợi thêm một thông tin nữa đó chính là liên quan đến CPI và chỉ số phần trăm thất nghiệp của tháng 3 trước khi mà chúng ta có cái ngày họp kế tiếp của Fed. Mọi người bây giờ là đương nhiên muốn biết là những người này đã có suy nghĩ gì về cuộc họp kế tiếp của Fed. Cho đến thời điểm bây giờ đó thì nếu như các bạn nhìn vào chỉ số CME Futures thì phần lớn vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25% trong cuộc họp tháng 3 này. À, còn chúng ta có một phần nhỏ hơn đó là thuận check Mới đây đó là khoảng 28.4% thì nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất là, là 0.5% Để xem coi là sao cái những lời phát biểu của những cái quan chức của tuần này đó thì chúng ta sẽ thấy cái phần trăm này có thay đổi nhiều hay là không nhưng mà tôi nghĩ là phần lớn à, mọi người vẫn tiếp tục quan tâm đến chỉ số CPI và chỉ số thất nghiệp của tháng 3 này chúng ta phải chờ vài tuần nữa mới có có một số bạn ở thượng là khi nào chúng ta mới biết là chỉ số phần trăm lạm phát CPI của tháng 3 đó chính là ngày 14 tháng 3 các bạn đó chính là ngày chúng ta sẽ nhận được cái chỉ số lạm phát mới nhất để xem coi là cái xu hướng sẽ như thế nào chúng ta có một chỉ số PCE thứ sáu không như là mong muốn, hy vọng đó chỉ là một cái gì đó khác thường so với những tháng trước mà thôi chứ còn nó không có phải là thay đổi xu hướng của chỉ số lạm phát mà xu hướng vẫn là đang giảm hiện tại. Nói chung thì các bạn thấy được là sau cuối tuần chúng ta đang chờ đợi xem coi đợi những nhà đầu tư họ trở lại thứ hai thì họ đã bình tâm lại chưa sau khi mà có một cái chỉ số PC không như mong muốn, thị trường phản ứng khá là tiêu cực các bạn, chúng ta không biết được là sau cuối tuần thì những nhà đầu tư họ đã trở lại họ đã bình tâm hơn hay chưa và xem coi là phản ứng như thế nào, những cái sự lo lắng đó, nó cũng như vậy mà thôi, chúng ta được là cái sự lo lắng hàng đầu hiện bây giờ rồi đương nhiên là người ta lo sợ là nếu như mà PC không có như mong muốn thì Fed sẽ tăng lãi suất cao hơn là đã nói trước đó và sẽ giữ lãi suất dài hơn ở mức cao hơn là những người ta đã mong đợi trước đó thì khả năng sẽ dẫn đến suy thoái tài chính cho bạn đó là cái mối lo sợ chung mà thôi còn về cái sự ảnh hưởng đến crypto ra sao đó thì các bạn được là trong cuối tuần nên chúng ta không có thông tin đến từ thị trường tài chính nói chung đó, thì chúng ta lại thấy có một cái sự hồi phục chúng ta cũng hy vọng là cái sự liên kết giữa crypto với là chứng khoán đó ngày lại càng sẽ giảm đi nhất là trong những thời gian như thế này và chúng ta cũng đã có một số những cái dẫn chứng từ năm tới bây giờ đó đã có rất là nhiều lần chúng ta thì rồi chỉ số nasdaq chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó chỉ số mà có độ tương quan cao với lại Bitcoin đó thì uh, trong đầu năm tới bây giờ Các bạn thì đã, đã có rất là nhiều đợt Chỉ số này là một màu đỏ Nhưng mà BTC đó thì vẫn giữ được Cái mức giá đó Thậm chí là có một cái sự hồi phục Chúng ta cũng uh, hy vọng Là năm nay Là cái năm mà chúng ta thật sự thấy BTC đã không có còn liên quan nhiều Đến những cái chỉ số như là PC, CPI nữa uh, Tại vì cái số lượng người Mà đầu tư cả hai thị trường Bây giờ đang ít đi uh, Thì BTC sẽ có một cái xu hướng Đi riêng cho năm nay Đó là cái uh, điều mà chúng ta muốn thấy nhưng mà ngoài chơi những cái sự lo lắng này ra đó thì trong thị trường crypto chúng ta vẫn có một cái sự lo lắng chung đó chính là sự lo lắng đến từ sec các bạn và trên màn hình á các bạn đã thấy được đây là một trong những nhân vật mà không có gì gọi là quá bất ngờ đối với nhiều bạn à, đó chính là chủ tịch gary Gensler thì người này là người đứng đầu của bộ quản lý chứng khoán tại Hoa Kỳ và đây là một bài phỏng vấn đến từ một cái nhà báo của đài New York Intelligencer. Thực ra đây là lần đầu tiên mà thường đọc bài báo này các bạn và bài phỏng vấn này đã rất là dài luôn. Hôm qua thường đã dành thời gian cũng khá là nhiều để vừa đọc vừa muốn hiểu coi báo này muốn nói cái gì. Nói chung nó thì giọng điệu của bài báo này cũng không có thân thiện lắm với lại crypto và đương nhiên những lời nói của Gary Gensler cũng không có thân thiện với lời sóng crypto này và những gì thường chia sẻ của các bạn đó như bạn sẽ cảm thấy là không có gì mới mẻ nhưng mà cái thường muốn nói đây đó là mãi cho đến cuối tuần vừa qua chủ tịch Gary Gensler vẫn có chung một quan điểm đó. Cái điều mà thường nhận được lớn nhất ở đây đó là chủ tịch Gary Gensler đã luôn nói là ngoại trừ BTC ra, tất cả đều là chứng khoán hết trong con mắt của chủ tịch Gary Gensler. Tại sao đó thì chủ tịch Gensler nói là chúng ta có thể hiểu đơn giản là tất cả những dự án ngoại trừ BTC đối với ông ta đó thì tất cả những cái token này đều có một cái nhóm người đứng chính giữa và cái nhóm người này là cái nhóm người mà sẽ mang đến lợi nhuận cho những nhà đầu tư hay là thua lỗ tùy theo là họ hoạt động như thế nào nhưng mà những nhà đầu tư đó khi mà họ mua một token thì họ thực sự đã đầu tư vào cái nhóm người này có thể đưa ra những quyết định dẫn đến có lợi nhuận token tăng họ bán có lời cho nên vì lý do đó, ngoại trừ BTC, tất cả đều là chứng khoán hết Thì khi mà nghe xong, nó có thể là nhiều bạn lại cảm thấy rất lo lắng Điều này có nghĩa là gì? Thật ra đây là quan điểm của Chủ tịch Gary Gensler đã có một thời gian rồi tôi nghĩ là những bạn nào mà theo dõi kênh thì cũng đã nghe những thông tin tương tự trước đây Chủ tịch Gary Gensler đúng là người đứng đầu của SEC hiện tại nhưng mà SEC đó là đơn vị mà ngoài chưa có một chủ tịch ra chúng ta cũng có bốn ủy viên và ít nhất là có một ủy viên đã không đồng ý với cái quan điểm này của chủ tịch Gary Gensler và thật ra chủ tịch Gary Gensler đó cái suy nghĩ này nó cũng không có hoàn toàn phù hợp với là những gì mà ngay chính đơn vị SEC đã từng chia sẻ trước đây nhất là ở dưới cái sự quản lý của chủ tịch trước đó đó chính là cựu chủ tịch SEC Jay Clayton có thể là thủng không nhắc đến nhiều bạn cũng đã quên chủ tịch trước đây của SEC lại rồi tại vì sao vậy? Tại vì các bạn thấy được là Gary Johnson là một trong những người mà rất là thích giống như là showbiz vậy các bạn rất là thích được phỏng vấn, thích được lên báo, thích uh, lên trên những đài truyền hình các bạn rất là khác so với lại chủ tịch trước đó và nhất là chúng ta nói tới mà những người mà lãnh đạo những cái cơ quan liên quan đến tài chính của Hoa Kỳ đó thì ngoài trừ chủ tịch Gary Johnson ra đó các bạn có nghĩ đến còn ai là người mà thích lên báo, thích À, chia sẻ cho báo chí thích lên truyền hình hay là không tôi nghĩ là ngoại trừ Chủ tịch Gary Gansler ra chúng ta chỉ có những quan chức của Fed mà thôi còn lại đó các bạn được là Chủ tịch của CFTC ngay cả Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng rất là ít lên TV các bạn và cựu Chủ tịch trước đó của SEC là Jay Clayton cũng như vậy rất ít lên TV nhưng mà Gary Gensler lại rất là khác các bạn Gary Gensler rất là thích À, lên trên đài truyền hình Lúc nào cũng muốn à, cái tên của mình uh, Trước mặt của nhiều độc giả Trước mặt của nhiều uh, người dân Tại vì sao? Tôi nghĩ là một những lý do là Tại vì Gensler rất là thích từ nổi tiếng thứ nhì nữa đó là thích có cái sự ảnh hưởng lớn và điều đáng tiếc ở đây đó là tại vì Gary Gensler là người mà liên tục lên trên báo chí lên trên tài truyền hình cho nên lời nói của ông ta là lời nói mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều nhất là đối với những bạn nào mà không có thường xuyên theo dõi thị trường crypto hay là không có uh, quan tâm nhiều đến thị trường tài chính ấy, thì uh, nếu các bạn hỏi một ai đó crypto là gì thì sẽ có một số người nghĩ crypto đương nhiên là chứng khoán rồi tại vì chủ tịch SEC là người ra quyết định nhưng mà thật ra không phải đó các bạn sec là đơn vị quản lý thì chứng khoán này họ không có phải là quốc hội họ không có thể nào là tự đưa ra luật được và chủ tịch gell gansler đưa ra cái nhận định của ông ta là ngoại trừ btc thì tất cả là chứng khoán thì đây là cái nhận định của chủ tịch Gary gansler chứ không phải là luật luật thì cần phải được thông qua bầu hội và cái nhận định này đã như thường vừa chia sẻ nó cũng không có hoàn toàn trùng khớp với nhận định của SEC trước đó trước đó thì các bạn đã nhớ đó là có một cái cuộc họp báo ở Yahoo Finance tôi nhớ là cách đây hai ba năm gì đó thì lúc đó giám đốc William Hinman của SEC cũng đã đứng lên tuyên bố đó là ngoại trừ Bitcoin ra thì Ethereum cũng là hàng hóa cũng không phải là một chứng khoán nhưng mà các bạn thấy được là sau này đó thì trong cái điều kiện giữa Ripple và SEC thì đây là một cái trọng điểm là lời nói của William Hammond có thực sự đại diện cho SEC hay là đó là cái suy nghĩ cá nhân của ông ta mà thôi cho tới thời điểm hiện bây giờ đó các bạn thấy chúng ta có một đơn vị khác đó chính là CFTC đây là cái đơn vị mà quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa của Hoa Kỳ thì hiện bây giờ đơn vị đó đó vẫn xem Bitcoin và Ethereum là hàng hóa không phải là chứng khoán nhưng mà bây giờ đây chưa được giao đã nói là ngoại trừ BTC ra tất cả đều là chứng khoán nhưng mà không có bao giờ nói đích tên Ethereum tại sao vậy? tôi nghĩ là tại vì chủ tịch biết là nếu như mình nói đích tên Ethereum thì có thể dẫn đến nhiều cái sự chống đối lại tại vì Ethereum không phải là một cộng đồng nhỏ đâu các bạn các bạn thấy được là SEC đã đụng tới công ty Ripple thì hai năm qua chuyện tùng vẫn chưa có xong gần đây các bạn thấy được là họ đã chuyển qua một cái chiến lược mới đó chính là họ chỉ tấn công những cái công ty nào những dự án nào mà họ nghĩ là không thể nào chống nó lại mà thôi cho nên gần đây các bạn thấy được là họ đã tấn công Kraken thay vì là tấn công sàn Coinbase Coinbase là sàn lớn nhất của Hoa Kỳ hiện tại và có staking nhưng mà không họ lựa chọn là tấn công Kraken chứ không phải là tấn công Coinbase họ cũng đã lựa chọn là tấn công stablecoin công ty Paxo chứ không phải là USDC của Circle tại vì Circle là đồng ổn định lớn nhất hiện bây giờ ở Hoa Kỳ các bạn ngoài trừ Circle ra chúng ta có USDT nhưng mà ở Hoa Kỳ thì chúng ta có công ty Circle là công ty phát hành đồng USDC thì tại sao mà Gary Gensler không tấn công USDC mà tấn công đồng Paxo BUSD tại vì ông ta nghĩ là Paxo là công ty nhỏ hơn không có khả năng để mà kiện tụng chống lại SEC và họ sẽ dễ dàng chấp nhận cái lời nói của SEC cũng giống như là sàn Kraken và sau đó các bạn được là Chủ tịch Gale lại đi kiện một số những công ty bây giờ họ đang khai bảo vệ phá sản Giống như chúng ta nói tới Terraform Labs, chúng ta nói tới uh, Voyagers vân vân Thì tất cả những công ty đó làm sao mà có thể đứng lên chống lại được Họ còn đang phải tự bảo vệ tài chính của mình Tại vì họ đang trong cái uh, tình trạng chapter 11 các bạn khai bảo vệ sản Thì những động thái này đó nhằm để làm gì các bạn thì có nhiều lý do như thường đã từng chia sẻ với các bạn Có thể là muốn à, cho người dân cảm thấy được là SEC đang làm rất là nhiều việc à, để bảo vệ thị trường này Tại vì các bạn thấy được là năm ngoái đã có nhiều công ty lớn sụp đổ trong sự quản lý của SEC Thì đây cũng là một cái gì đó để mà che mắt mọi người Nhưng mà nhiều hơn thế nữa đó tôi nghĩ là thì bây giờ đó luật chưa có rõ ràng Ít nhiều gì chúng ta cũng đã biết là cái cách à, để phân biệt cái gì là chứng khoán cái gì không thể gọi là how we test Cái đó không thể nào mà áp dụng Với thì crypto này một cách rõ ràng được Cho nên các bạn mới thấy được là cái điều kiện Của Ripple với SEC đã, đã 2 năm rồi Không có hồi kết. Thì đương nhiên Chủ tịch SEC cũng biết như vậy. Vì lý do đó Ông ta lựa chọn theo thuận đó Là tấn công những cái dự án Nhỏ hơn. Tại vì ông ta muốn Dùng những cái thông tin đó làm Những cái tiền sử các bạn để sau này Một cái dù kiện nào lớn hơn xảy ra, thì khi mà một thẩm phán không biết là phải phán như thế nào, thì cái cách mà an toàn nhất uh, đó chính là dựa theo tiền sử. Tại vì dựa theo tiền sử đó thì trách nhiệm nó sẽ ít hơn các bạn. Thì đây cũng có thể là một trong những chiến lược của chủ tịch Joe Gensler Nhưng mà dù sao đi nữa đó, thì như thường đã chia sẻ với các bạn, SEC là một đơn vị bảo vệ thị trường chứng khoán. Đây không phải là quốc hội, họ không thể tự ra luật được. SEC cũng không thể nào mà đưa luật nói ngoại trừ BTC tất cả đời chứng khoán hết họ đều phải dựa theo tòa án nếu như bất cứ một ai đó mà không đồng ý thì phải ra tòa đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là có nhiều công ty cuối cùng ra tòa vì SEC là vì lý do đó đương nhiên ra tòa rất là tốn kém cho nên không phải công ty nào cũng có thể ra tòa được thì đây cũng là một điều rất là đáng tiếc các bạn à, nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục con đường này bây giờ á, quốc hội ở Hoa Kỳ thì cứ bàn tới bàn lui hoài, các bạn thật ra là họ đã bàn mấy năm rồi từ khi mà có kênh này tới bây giờ đó là hầu như năm nào chúng ta cũng nghe nói là quốc hội Hoa Kỳ bàn sắp có luật, bàn sắp có luật. Năm 6 năm rồi chúng ta cũng không có một cái luật nào rõ ràng đến từ Hoa Kỳ hết. À, và trong cái thời gian đó thị trường crypto đó thì lại càng ngày càng lớn mạnh và bây giờ đó thì ai cũng muốn giành quyền quản lý thì crypto hết, luật thì lại không có. À, cho nên dẫn đến là nhiều sàn giao dịch, nhiều dự án đó họ đang ở trong một cái tình trạng là không biết là phải như thế nào các bạn, không biết là đầu tư thêm vào Hoa Kỳ hay là ra sao. Đương nhiên không ai muốn mất cái thị trường Hoa Kỳ hết tại vì Hoa Kỳ là thị trường rất là lớn hiện bây giờ cho thị trường crypto nhưng mà các bạn sẽ thấy được là chúng ta bây giờ đã, đã có nhiều quốc gia họ đã không có muốn tiếp tục chờ đợi nữa giống như là chúng ta thấy được là cái thông tin được chia sẻ là cái nhóm G20 đó các bạn trong đó chúng ta có 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu thì họ cũng đã ra cái quyết định là sẽ cùng nhau đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý có thể áp dụng được với thị trường crypto này và họ đã đưa ra những cái ngày cụ thể hơn giống như chúng ta nói tới là khoảng chừng tháng 7 năm nay đó thì họ sẽ đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý để mà quản lý stable coin các bạn hiểu là stable coin đó đồng ổn định thực sự là cái mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia chứ không phải là bitcoin hay tiền hiểm các bạn cuối cùng chúng ta đã hiểu là họ quan tâm đến stable coin hơn tại vì đồng ổn định là đồng được hỗ trợ bởi tiền của quốc gia thì cái này là tốt hay xấu đó thì tùy theo nhận định của những quốc gia giống như là hoa kỳ thì họ chắc cũng không có nghĩ là stablecoin là xấu đâu tại vì stablecoin là một cái gì đó mà sử dụng phần lớn đồng đô la cho nên trên căn bản đồng đô la đã thực sự là một phần lớn của thiền crypto rồi nhưng mà đối với lại những quốc gia như ấn độ đó thì không hẳn là tốt thì đương nhiên stablecoin cũng là một trong những cái rào cản nếu như mà họ muốn tự đưa ra một cái CBDC tiền kỹ thuật số quốc gia à, và cũng khoảng chừng tháng 7 đó họ cũng muốn đưa ra khu vực pháp lý để mà quản lý những cái dịch vụ trong thị trường crypto này và thị trường crypto nói chung và họ cũng đưa ra một cái ngày khác đó chính là tháng 9 năm 2023 này thì họ muốn đưa ra thêm một cái nhận định liên quan đến cái sự ảnh hưởng của crypto và kinh tế vĩ mô cũng giống như là có sự ảnh hưởng như thế nào khi mà một quốc gia muốn tự đưa ra tiền kỹ thuật số của riêng mình một cái CBDC thì các bạn thấy được là những quốc gia này họ đã không có chờ Hoa Kỳ nữa thì đây là một điều rất đáng tiếc nếu như mà Hoa Kỳ cứ tiếp tục như vậy hoài ra thì kết quả ra sao kết quả thì những cái mà Chủ tịch Gary Gensler cho là chứng khoán thì những cái dự án đó đó hay là những cái sàn đó họ có hai sự lựa chọn một là họ đăng ký với SEC và không phải dự án nào cũng đăng ký được các bạn khi mà đăng ký đó, thì phải đòi hỏi một số những cái giấy tờ tài liệu những dự án đó có thực sự là có thể cung cấp những tài liệu đó hay là không hay là những dự án đó họ muốn tiếp tục ẩn danh hay là họ có đủ cái số lượng tiền bạc cần thiết à, để mà theo luật của Mỹ hay không thì chúng ta cũng chưa có rõ hiện tại nhưng mà khả năng đó là một số những dự án lớn họ có thể là trở thành chứng khoán thật sự thì điều đó cũng không có hẳn là xấu dài hạn nếu như mà ở hoa kỳ là chứng khoán thì họ cũng vẫn có thể lên sàn chứng khoán ở hoa kỳ còn ở những quốc gia khác không phải là chứng khoán thì họ vẫn có thể được trade trên những cái sàn crypto hiện tại à, và một số những dự án họ cũng sẽ rời khỏi hoa kỳ và tiếp tục hoạt động ở ngoài hoa kỳ mà thôi thì nếu như mà chúng ta thấy chuyện đó xảy ra đó đó có thể là điều xấu nhất có thể xảy ra à, trong một sự kiện này thì những dự án đó họ cũng sẽ rời khỏi hoa kỳ và họ cũng sẽ tiếp tục hoạt động mà thôi không nghĩa là họ sẽ ngừng hoạt động các bạn những dự án đó vẫn sẽ tiếp tục chạy ở trên blockchain và tiếp tục trade trên những cái sàn ở những, những quốc gia khác mà có thiện cảm hơn các bạn thấy được là đã có nhiều quốc gia lên tiếng giống như chúng ta nói tới là Dubai ngay cả Canada thì cũng đã có uh, Bitcoin ETF chúng ta nói tới gần đây ra Hồng Kông cũng muốn mở cửa để chào đón crypto thì ngoại trừ Hoa Kỳ ra các bạn thấy được những quốc gia khác đó thì họ đều thấy được lợi ích của việc chào đón crypto và nếu như mà đó là cái kết quả mà chúng ta nhận được từ hoa kỳ thì cái sự đáng tiếc là những dự án đó sẽ rời khỏi có nghĩa là những nhân tài đó cũng sẽ rời khỏi hoa kỳ cũng sẽ không có thể thu được thuế các bạn nhưng mà đó là cái trường hợp xấu nhất mà thôi đương nhiên tôi nghĩ là chúng ta sẽ không có đến nỗi thấy điều đó xảy ra đâu chúng ta vẫn còn quốc hội hoa kỳ chúng ta vẫn còn cái lòng tin là cũng giống như là những cái sự thay đổi trước đây liên quan tới internet vân vân thì uh, cuối cùng Hoa Kỳ vẫn lựa chọn chấp nhận sự đổi mới hơn là ngăn chặn sự đổi mới các bạn và các bạn đã thấy được là ở uh, trong cái thông tin liên quan tới cái uh, khối G20 thì đương nhiên chúng ta cũng có Hoa Kỳ trong đó và cũng có một cái uh, tài liệu được chia sẻ bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đó chính là Janet Yellen thì uh, Janet Yellen đã nói là chúng ta hoàn toàn không có ý định là muốn cấm dịch vụ crypto chúng ta chỉ muốn là crypto có một cái khuôn khổ hoạt động một cái hợp pháp mà thôi những gì mà thuận dư chia sẻ với các bạn đó chỉ có cái sức ảnh hưởng ngắn hạn dài hạn thì các bạn thấy được là crypto là một cái gì đó nó có thể thích nghi được với cái tình hình hiện tại Chúng ta đã từng nhìn thấy được những sự kiện lớn hơn rất là nhiều Giống như là sàn Mt. Gox Lúc đó là sàn lớn nhất liên quan đến BTC bị phá sản Lúc đó ai cũng nghĩ là Bitcoin coi như đã xong Nhưng mà không phải Bitcoin vẫn tiếp tục hoạt động Trước đó nữa năm 2017 đó Thì các bạn cũng đã nhớ là ai cũng nghĩ là nếu như mà không còn Trung Quốc đó thị trường này cũng sẽ không phát triển được tại vì Trung Quốc là một thị trường quá lớn các bạn. Mãi đến năm 2017 tháng 9 thì lúc đó Trung Quốc mới ra quy định là cấm sàn giao dịch, cấm ICO, cấm mua bán crypto vân vân thì ai cũng nghĩ là đây là một trong những cái sự đại kích rất là lớn và có thể tốn nhiều năm để chúng ta có thể học phục đại được nhưng mà các bạn thấy là crypto trong vòng vài tháng sau coi như cũng đã chẳng cần số tiền đến từ Trung Quốc nữa cũng chẳng cần Trung Quốc chấp nhận crypto crypto vẫn tiếp tục phát triển sau đó thì thông tin điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu như mà Hoa Kỳ đi một cái bước đi mà thuận cảm thấy được là không có tốt dài hạn nhưng mà Thuận thì biết gì các bạn, Thuận chỉ là một người dân mà thôi, Thuận chỉ chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của Thuận thì còn những người như là Gary Gensler, những người quốc hội mới là những người mà thật sự ra những quyết định này. Nhưng mà điều mà thường cảm thấy là có một cái sự tin tưởng hơn, đó chính là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là những công ty forward vẫn tiếp tục tiến sâu vào crypto, họ tiếp tục mua cổ phần của những công ty crypto, họ tiếp tục bắt đầu là mở cái công việc kinh doanh của họ để cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto này. Và thường không nghĩ họ làm những điều đó bỏ công sức ra, bỏ tiền bạc ra mà họ không biết được ít nhiều gì để cái xu hướng chung của crypto tổ hoa kỳ là sao đó cũng là một cái thông tin khiến thường lạc quan hơn một chút ngoại trừ điều đó ra thì trong cái bài phỏng vấn này đương nhiên là một trong những cái đề tài nhiều bạn muốn biết liên quan đến cái sự quan hệ của chủ tịch Gary Gensler và Salmon Free như thế nào? thì đây cũng là một câu hỏi được nói đến và nói chung thì mình đọc hết thì chủ tịch Gary Gensler cũng trả lời chung chung mà thôi các bạn không có trả lời rõ ràng là tại sao chủ tịch Gary Gensler lại gặp Salmon Free và tại sao mà chủ tịch Gary Gensler lại không có phát hiện được là sàn FTX gặp vấn đề thì uh, ít nhiều gì chúng ta đã biết là chủ tịch Gary Johnson đã gặp riêng Simon Free ít nhất là hai lần. Tôi nói nhất là hai lần, tại vì trong bài viết này đó họ đã xác nhận là có hai lần gặp mặt rồi các bạn. Lần đầu tiên đó, thì chủ tịch Johnson lời nói là gặp Simon Free tại vì Simon Free muốn mua sàn IEX là sàn chứng khoán uh, và đó là cái lý do gặp lần đầu tiên. Trước đó nữa năm 2021 đó thì uh, tại sao gặp và gặp nói gì đó thì lại không có nói rõ ràng ở đây Và sau đó thì có gặp nữa hay không đó thì uh, hiện bây giờ Chủ tịch Giao Nha nói là không có Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thấy cái uh, lịch chính thức được công bố À, từ văn phòng của chủ tịch Gary Gensler cho năm 2022 khi mà có thông tin đó thường sẽ chia sẻ với các bạn nói chung thì cái mối quan hệ giữa FTX và Gary Gensler vẫn chưa có rõ ràng bây giờ đối với thuần ngoài trừ thông tin ra thì chúng ta cũng còn một số những cái thông tin khác cũng khá là thú vị các bạn à, và đây là cái thông tin đến từ bộ quản lý chứng khoán của tiểu bang Texas đây là bộ quản lý chứng khoán của một tiểu bang mà thôi thì hiện bây giờ đó, tiểu bang uh, Texas đã lên tiếng nói là cái hợp đồng mà bán tài sản của công ty Voyagers các bạn đã nhớ là Voyagers là công ty mà đã khai bảo phá sản là một công ty giống như BlockFi trước đây các bạn các bạn có thể gỡ tiền lấy lại đó thì công ty này họ đã khai bảo phá sản và trước đây đó thì uh, họ nói là sẽ bán tài sản của họ cho FTX rồi sau đó FTX cũng phá sản luôn rồi sau đó họ đã bán cái số lượng tài sản của họ cho Binance.US, mới đầu đó thì các bạn thấy được là SEC không đồng ý nhưng mà quan tò thì nói là không có lý do gì để mà ngăn chặn cái sự việc này hết. Cho nên cuối cùng Voyager cũng đã uh, được chấp thuận để bán tài sản của mình cho Binance.US. Bây giờ đó, thì tiểu bang Texas lại là người đứng lên chống đối. Thì lý do họ chống đối đó thường nghĩ là cũng có lý đó các bạn. Họ nói là cái điều này đó không có uh, hoàn toàn tốt cho người dân của Texas Lý do tại sao thì họ đã nêu ra Thứ nhất là nếu như mà công ty Voyager khai phá sản Chapter 7 Đây là cái cách khai phá sản coi như đóng cửa đó các bạn Khi mà các bạn nghĩ đến phá sản là một công ty coi như là họ đóng cửa bán hết tài sản rồi họ dẹp luôn Thì đó là Chapter 7 Còn những cái chúng ta nhận được gần đây đó là Chapter 11 Như là khai bảo vệ phá sản để tái cấu trúc công ty thì uh, ở bên Texas đó, họ nói là nếu như mà công ty Voyager này chỉ đơn giản là khai phá sản bán hết tài sản thì những chủ nợ đó những nạn nhân có thể nhận lại được tới 51% tài sản của mình nghĩa là nếu như các bạn có 10.000 đô đang bị giam lại ở trong Voyager thì các bạn sẽ lấy lại được là 5.100 đô nhưng mà tại vì những tài sản này bán cho Binance US thông qua chapter 11 cho nên những nạn nhân đó đó chỉ có thể lấy lại được là khoảng chừng 24 đến 26% mà thôi các bạn, rất là thấp luôn. Có nghĩa là các bạn bị giam lại 10.000 đô thì các bạn chỉ lấy lại được có 2.400, 2.600 mà thôi, con số rất là thấp. Và thêm vào đó đó là hiện bây giờ Binance.us, có nghĩa là chi nhánh Binance ở Hoa Kỳ đó thì công ty đó vẫn chưa có được cấp giấy phép ở tiểu bang Texas. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù là được trả lại thì người dân của Texas, những nạn nhân đó đó họ có thể là đẩy tiền đó vào Binance US nhưng mà vì lý do là Binance US vẫn chưa có bàn hoạt động có nghĩa là cái tiền đó vẫn bị giam ở đó giam bao nhiêu lâu thì không biết được dựa theo những thông tin nên thì có thể là 6 tháng à, để có thể có bàn hoạt động ở tư bang Texas nhưng mà không có ai đảm bảo hết thì đây là một trong những cái cách xử lý vấn đề này đó không có được công bằng với người dân Texas về những lý do thì vừa chia sẻ với các bạn và điều mà chúng ta đã thấy rất rõ ràng đó là chapter 11 khai bồi phá sản là một trong những cái cách tệ nhất cho những nạn nhân đối với Thuần Tại vì các bạn đã thấy được là chapter 11 đó thì kéo thời gian cực kỳ dài giống như các bạn thấy được là vui chơi một chuyện công ty nhanh nhất rồi Tới bây giờ vẫn chưa có đến đâu hết Trong khi các bạn thấy được là block file rồi sales còn dài hơn nữa mà vẫn chưa có kết quả Càng kéo dài thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng tiền có thể hoàn lại cho những nạn nhân càng ít đi, tại vì càng kéo dài thì càng phải tốn tiền luật sư nhiều hơn, tốn uh, tiền uh, tiếp tục mướn người mới mặt bằng các bạn, tại vì công ty vẫn phải tiếp tục hoạt động, cung cấp tài liệu cho tòa án, thì càng kéo dài người nạn nhân càng nhận được lại ít hơn. Uh, đó là những gì chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ đó đây là cái sự chống đối đến từ tiểu bang Texas. Kết quả ra sao? Chúng ta vẫn chưa biết hiện tại. Tiểu bang Texas có thế nào? đưa ra một giải pháp riêng cho binance.us hay không tại vì họ có thể là cấp giấy phép tạm thời à, cho những nạn nhân Tôi cũng chưa rõ nữa khi mà có thêm tài liệu thường chia sẻ với các bạn và điều này có ảnh hưởng đến tổng cái điều giữa binance và void hay không chúng ta vẫn chưa rõ khi mà rõ hơn thường sẽ chia sẻ với các bạn và một điều nữa rất là thú vị đó dựa theo tài liệu on chain thì à, chúng ta đã thấy được là có một số tài sản à, đã bán nhưng mà bán cho sàn Coinbase các bạn à, trên uh, tài liệu on chain đó thì uh, lúc on chain đã nói là đã thấy được là khoảng chừng 100 triệu USDC đã Gửi đến từ sàn Binance trong vòng 3 ngày qua uh, Cho Voyagers Có phải là Voyagers cũng đang âm thầm bán Một số tài sản cho sàn Coinbase hay là không Chứ không phải là họ bán uh, Tất cả tài sản đó cho Binance cho US hay là như thế nào Bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi các bạn Có phải đây là tài sản riêng Của Voyagers bán cho Coinbase hay là đây là một cái Số lượng tiền đã được Cho phép bởi tòa uh, bán để là số tiền này để mà trả cho luật sư Thường cũng không biết nữa các bạn nhưng mà đây là điều mà có nhiều người đặt chữ chấm hỏi hiện tại tại sao lại có một số lượng tài sản bán cho Coinbase mà không phải là cho Binance.us hiện bây giờ. Còn có một thông tin khác nữa liên quan tới Solana mới đầu video đó thường đã chia sẻ với các bạn là điều thú vị là Solana đó khi mà các bạn nhìn thấy được oh, các bạn được là BTC đó bây giờ cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại ở mức là 23.515 à, nhưng mà Solana đó là một chuyển đồng mà lại có cái sự tăng trưởng nhiều hơn những đồng còn lại một chút các bạn khoảng chừng là 3.6% trong vòng 24 giờ qua mà trong khi Solana lại là một đồng mà có cái thông tin không được tốt các bạn chi tiết hơn đó là dựa theo cập nhật đến từ đội Solana họ nói là sau khi mà họ nâng cấp phần mềm validator mới thì các block đó sản xuất đều bị chậm lại thì những cái validator đó họ đã thử để mà hạ cấp phần mềm để mà khôi phục hiệu suất của mạng ngày hôm qua nhưng mà không đủ để Solana hoạt động trở lại bình thường và cuối cùng đó họ đã ra quyết định là restart các bạn và cuối cùng đó tốn một thời gian sau họ cũng đã restart lại theo đường hiểu là Solana bây giờ đã hoạt động lại bình thường rồi Solana thì đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nghe những thông tin như thế này mạng lưới bị ngưng hoạt động rồi phải restart lại chúng ta đã nghe dài lần trong thời gian qua rồi các bạn và mỗi lần mà có một thông tin như thế này thì lúc nào đội Solana cũng hứa hẹn là sẽ không có lần sau các bạn thấy được là trong thời gian gần đây thường cũng đã tích lũy một số lượng Solana nào một phần nhỏ mà thôi Tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau thông tin này là thường lưu trữ bao nhiêu phần trăm Solana, nào một phần trăm rất là nhỏ à, tại vì các bạn thấy Solana solar thì là một chuyên động mà cũng bị liên lụy bởi sự kiện của ftx À, nhưng mà thật ra cũng không có liên quan gì đến đội Solana hết các bạn tại vì Simon Free là một người mà rất ủng hộ Solana thì uh, sau khi mà FTX Khai bị phá sản đó thì uh, Solana cũng đã phải chịu sự ảnh hưởng uh, nhưng mà sau đó các bạn được là Solana thì vẫn là một chuỗi đồng mà vẫn thì đứng vững được trong những cái đồng thấp hiện bây giờ thì tôi uh, cũng cảm thấy được là Solana cũng ít nhiều gì cũng đã trải qua một cái gọi là ba tested có nghĩa là đã chứng minh được có một cái sức sống dài <laughs> ít, ít nhiều gì thì cũng đã trải một cái sự kiện lớn rồi, cho nên uh, thường cũng cảm thấy được là Solana có khả năng là tiếp tục tiến tới trong một đợt tăng trưởng tới đây cho nên thuần mới bắt đầu là tích lũy một phần nhỏ đương nhiên đây là một phần rất nhỏ mà thôi và solana hiện bây giờ đó thì vẫn còn rất là nhiều fan các bạn và hệ sinh thái của solana bây giờ vẫn là một trong những hệ sinh thái nft rất là đáng quan tâm đến nhưng mà nếu như mà cái mạng lưới cứ dị hoài đó thì không biết là họ sẽ có thể tiếp tục giữ chân được những người có đồng tin bao nhiêu lâu nữa tại vì mỗi một lần như vậy đó thì mỗi lần họ lại kiểm tra sự nhẫn nại của những nhà đầu tư các bạn mà cứ dị hoài đó thì không biết là những nhà đầu tư dài hạn còn bao nhiêu những này nữa rồi bây giờ thuận sẽ chia sẻ cập nhật mới nhất liên quan tới danh mục đầu tư của thuận đây là cái chia sẻ mỗi hai tuần đó thuận chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn và đương nhiên thuận chia sẻ thuận đầu tư như thế nào đó không phải để các bạn copy hay là không phải để khoe hay là bất cứ một lý do nào hết đó, ngoại trừ để chia sẻ vì những lý do rất cần thiết thứ nhất đó là thường chia sẻ thông tin hàng ngày Thường nghĩ các bạn cần nên biết được là thượng đang đầu tư những đồng nào để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Khi mà thường chia sẻ thông tin thì các bạn cũng ít nhiều gì biết được là tại sao và thường đang lưu trữ những đồng nào để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Và thứ nhì nữa đó là chia sẻ để các bạn có thể thấy được quá trình đầu tư. Kênh này thường dựng lên là ngoại trừ Chia sẻ, cập nhật thông tin hàng ngày với các bạn Tâm sự với các bạn Cũng như là chia sẻ một cái quá trình đầu tư Để các bạn hiểu rõ hơn là đầu tư crypto đó Theo cái cách Thuận đầu tư thì kết quả ra sao Tốt cũng được, xấu cũng được các bạn Các bạn có thể rút ra được kinh nghiệm cũng được à, Từ những lỗi lầm mà Thuận đã dấp bại bao nhiêu năm qua Cũng được luôn các bạn Thuận chỉ muốn chia sẻ một cái cách nó có một cái sự thành thật với các bạn. Tại vì nếu như mà thuận không chia sẻ thì một ngày nào đó thường nói về là thường chốt lời thì các bạn sẽ cảm thấy được là không có hợp lý. Tại vì thuận đâu có nói thuận mua những mức nào đâu. Tự nhiên nói chốt lời như vậy. Cho nên đây cũng là một trong những cách để các bạn có thể theo dõi và nếu các bạn rút được kinh nghiệm thì tốt các bạn và nếu như không nên thì đây cũng là một trong những cái mà kênh này thường xuyên làm để có thể rõ ràng với lại tất cả những bạn đồng hộ kênh trong thời gian qua thì đối với lại một đầu tư crypto đó thì các bạn sẽ được là cái sự thay đổi cũng không phải là nhiều lắm so với cái đây 2 tuần. Các bạn đang thấy được trên màn hình đây, đây là cái kết cấu hiện bây giờ thì BTC vẫn chiếm phần trăm lớn nhất các bạn là khoảng chừng 58% hiện tại. Đương nhiên như bạn nào mà theo dõi kênh bao nhiêu năm qua thì đây không phải là một cái gì đó gọi là quả bất ngờ. Cái đó vẫn là Ethereum à, khoảng chừng là 24.8% hiện tại thì cũng như vậy nhưng mà nào, mà theo dõi kênh cũng không có lấy gì làm lạ đâu, các bạn đã biết thường là một fan của Ethereum Và kế đó là BNB các bạn, khoảng chừng là 10%, rồi đồng kế tiếp là Cardano 3.7%, sau đó chúng ta có một số những đồng rất là nhỏ các bạn, XRP à, hiện bây giờ là khoảng 1%, chúng ta có Matic là khoảng 1%, các bạn nghĩ là Polygon đó rồi chúng ta coi đồng Doge là 0.9% và Solana chỉ có 0.7% mà thôi Cho nên Thùng mới nói với các bạn mới đây đó là tuy Thùng cũng lưu trữ một số lượng Solana nhưng mà rất là nhỏ các bạn Còn lại là 0.12% là một số những đồng khác trong đó chúng ta coi đồng OKB của sàn OKX. Đây là cái kết cấu mới nhất Thuận update ngày hôm nay liên quan tới danh mục đầu tư của Thuận và crypto đó tuy là một chuyên mục đầu tư mà Thuận rất là có lòng tin nhưng mà các bạn đã biết là Thuận có một số quy định đầu tư riêng của mình Thuận sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn thì với cái quy định đầu tư của Thuận đó thì Thuận vẫn phải phân bổ vốn cho bạn thì hiện bây giờ đó crypto là cái tài sản à, tính chung là cái phần lớn nhất của tổng tài sản của Thuận là tới 43.3% các bạn Nghĩa là 43.3% tất cả tài sản của Thuận bây giờ đã nằm trong thị trường crypto Đó là cái lòng tin của Thuận với thị trường này Nhưng mà Thuận vẫn lưu trữ là khoảng chừng 27.6% tiền mặt các bạn à, Và Thuận lưu trữ khoảng chừng là 4% cổ phiếu Và những bạn nào mà muốn hiểu thêm đó Thì phần lớn Thuận lưu trữ những cổ phiếu như là VTI, VOO, VB và VO Đây là những cái index fund các bạn Đây là những cái um, quỹ đầu tư hỗn hợp có nhiều những cái chứng khoán trong đó nhưng mà những chứng khoán riêng lẻ đó thì thường có lưu trữ Tesla, Apple, Microsoft, Amazon và Costco và chứng khoán là một phần bây giờ chiếm tỷ lệ rất là nhỏ Nhưng mà trong tương lai đó thì uh, Thuận muốn chứng khoán chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều Cho nên Thuận vẫn uh, tiếp tục trung bình giá vào nhiều chứng khoán Nhưng mà các bạn được là với cái sự tăng trưởng của crypto đó Thì bây giờ vẫn là phần trăm lớn nhất Còn lại là khoảng uh, 25.2% là những tài sản khác Chúng ta có bất động sản, hợp đồng đầu tư vân vân nằm trong đây Nhưng mà Thuận cũng sẽ không chia sẻ chi tiết những cái phần này đâu các bạn Tại vì nó cũng không có liên quan gì đến uh, crypto uh, Và lý do tại sao mình chia sẻ những cổ phiếu lưu trữ tại vì nhiều bạn hỏi quá thì mới chia sẻ mà thôi chứ còn nó cũng không có liên quan gì trực tiếp đến crypto hết và đây là cập nhật mới nhất uh, của kết cấu đầu tư của thuần thì như thường đã chia sẻ đó, có một số quy định thường đặt ra cho bản thân của mình mà thường cũng muốn nhắc nhở các bạn, nhưng mà nào mà đầu tư đó thì cũng nên tham khảo những quy định này. Thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn. Các bạn nào mà tham gia hội năm qua cũng đã biết rồi, không có ai thực sự biết được tương lai. Chúng ta chỉ có thể là đưa ra những nhận định à, có lòng tin và dựa theo những chúng ta biết được mà thôi. Cho nên các bạn nên tự tìm hiểu chứ đừng tin ai hết. Đó là điều thứ nhì kế đó là các bạn nên tự giữ crypto lý do tại sao thì không cần phải nói rồi những cái sự kiện xảy ra năm ngoái chúng ta cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm kế đó là nhớ chúc lời nếu các bạn không chúc lời thì người khác cũng sẽ chúc lời giùm các bạn mà thôi phân bổ vốn là điều rất là quan trọng các bạn như là thường dừa chia sẻ với các bạn mới đây không vay mượn đầu tư đã là căng thẳng rồi nếu như các bạn đầu tư dùng tiền vay mượn thì lại càng căng thẳng hơn và khi các bạn quá căng thẳng thì các bạn sẽ không thể nào đưa ra những quyết định tốt cho đầu tư của mình được và đương nhiên tiêu chí của thuận thì luôn là zoom out đầu tư dài hạn không có đầu tư ngắn hạn và hy vọng những cái quy định này có thể giúp đỡ được cho một số bạn và phần kế tiếp này đó là một cái phần mà hàng tuần khoảng chừng là chủ nhật các bạn nên đã khoảng chừng tại vì có nhiều thị trường quên tới thứ hai chúng ta mới chung mình giá đây là một cái account demo uh, của Go con Go, các bạn và account này đó chúng ta đã tạo vào đầu tháng tư rồi và đây là một cái account thường tạo ra chủ yếu để các bạn có thể thấy được là chung bình giá có hiệu ứng như thế nào rất là nhiều à, những cái sự tranh cãi thường thường hay thấy về trung bình giá Lúc mà giá lên tốt hay là giá xuống tốt hay là như thế nào đó Thì à, thường người cũng không có thích tranh cãi Tại vì thường cũng không có thời gian để mà tranh cãi Cái mà thường muốn làm đó chính là chia sẻ với các bạn Một cái ví dụ cụ thể trung bình giá là như thế nào Các bạn có thể theo dõi Và từ đây các bạn có thể tự rút ra những câu trả lời cho bản thân của mình Và đến bây giờ đó Có thể nhiều bạn cũng đã nhận ra được là trung bình giá tốt nhất là trong thời kỳ downtrend Tại vì các bạn càng muốn giá xuống thấp để các bạn có thể mua được nhiều crypto cùng một giá tiền đó để các bạn có thể có một cái thông tin cụ thể hơn đó nhiều bạn có thể biết là chúng ta bắt đầu trung bình giá vào BTC vào thời điểm là đầu tháng 4 các bạn ngày 4 tháng 4 lúc đó là giá BTC là 46.000 đô giá BTC bây giờ vẫn chỉ là 50% của cái giá đó mà thôi có nghĩa là từ khi chúng ta chung mình giá đó BTC đã giảm 50% rồi còn về Ethereum thì sao Ethereum đó chúng ta cũng đã chung mình giá từ lúc đầu tháng tư tới bây giờ đó lúc đó là giá của Ethereum là 3.514 đô các bạn so với giá bây giờ thì Ethereum à, là không những là giảm 50% còn giảm hơn 50% từ lúc chúng ta chung mình giá nhưng mà kết quả ra sao các bạn Kết quả là chúng ta chung mình giá mỗi tuần 100 đô vào Ethereum 100 triệu giờ BTC Chỉ đến thời điểm bây giờ đó chúng ta đã có 10.079 đô Tổng số tiền chúng ta đã trung bình giá Và các bạn đã được chúng ta hiện bây giờ Tuy là giá của Ethereum BTC đã giảm hơn 50% từ lúc chúng ta trung bình giá, kết quả là chúng ta vẫn đang có lời hiện tại Đó là kết quả của trung bình giá các bạn Nhưng mà đây là kết quả ngắn hạn mà thôi các bạn có nghĩ đi khi mà giá BTC tăng trở về cái mức cũ hay là Ethereum tăng trở về cái mức cũ là 4.000 mấy BTC trở về cái mức 69.000 đô thì lúc đó phần trăm này nó sẽ như thế nào đây cũng là cái điều kế tiếp thuận muốn chứng minh các bạn thấy được là khi mà giá cả tăng lên á, thì chúng ta chung mình giá dài hạn phần trăm tăng trưởng của những đồng lớn như là bitcoin TBM, hoàn toàn có thể tăng lên mấy trăm phần trăm thậm chí cả ngàn phần trăm các bạn chứ không có như nhiều bạn nghĩ là những đồng lớn không có lợi nhiều tùy theo các bạn có cái chiến lược đầu tư như thế nào mà thôi và đương nhiên chung mình giá chỉ là một chiến lược mà thuận thích và nó cảm thấy được là trung bình giá nó phù hợp với lại cuộc sống của Thuận Chứ còn đây là một trong những cách các bạn có thể đầu tư dài hạn được mà thôi Nhiều bạn có nhiều chiến lược khác nhau thì hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược riêng của mình Đây chỉ là một cái ví dụ mà thôi Đó là điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và hôm nay cũng giống như là mọi khi chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá Tại vì kết quả dài hạn mới quan trọng các bạn Thật ra từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ đó vẫn chưa đầy một năm Chúng mình giá thường cần thời gian dài hơn nữa mới thấy kết quả Và 100 đô chúng ta cũng sẽ bắt đầu thu mua Ethereum Thì 100 đô đó chúng ta có thể mua được bao nhiêu Ether với giá hiện tại Chúng ta có thể mua được là 0.061 Ethereum, tôi sẽ bấm Submit. Rồi, tôi sẽ làm cái điều tương tự à, đối với lại BTC thì 100 đô ở mức là 23.529 chúng ta có thể mua được 0.00425 cho bạn, tôi sẽ bấm Submit. Thì coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá tuần này rồi, chúng ta lại sẽ trở lại tuần kế tiếp xem kết quả như thế nào và lại sẽ tiếp tục trung bình giá. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinEx, Bybit hay là Binance Như một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuần Capital Thì như bạn có đã biết là Thuần đang gây dựng một cái kênh Thuần Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.